Hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bạn và những người bạn thân thương của kênh Văn Hân. Và hôm nay Văn Hân rất là vui được đồng hành và chia sẻ đến tất cả các bạn trong những video lần này. Mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình và là kênh luôn luôn chia sẻ những bài thuốc nam, những dược liệu thiên nhiên quý hiếm ở núi rừng mang đến cho tất cả các bạn những sức khỏe tốt và trải nghiệm nhiều. Biết nhiều về các loại cây thảo dược ở quý hiếm ở núi rừng. Và hôm nay mình rất vui được đồng hành và chia sẻ đến tất cả các bạn trong video này. Trong những video lần trước, mình chia sẻ rất nhiều đến tất cả các bạn những các loại cây thảo dược quý hiếm ở núi rừng. Và tiếp tục video lần này, mình sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn một loại cây thảo dược quý hiếm có tên gọi là cây khôi tím. Và cây khôi tím này có thể gọi là khắc tinh của căn bệnh dạ dày. Vì những ai đang bị dạ dày thì người ta thường hay lấy cây khôi tím này về để mà sử dụng. Trong khi đó, các bạn sử dụng dạng tươi hoặc dạng khô đều có thể được hết. Và vì sao người ta được gọi là cây khôi tím? Như tất cả các bạn đang nhìn thấy, thì cây khôi tím này mặt trên nó là màu xanh, lá của nó màu xanh. Và mặt dưới của nó là màu tím. Vì vậy cho nên người ta gọi là cây khôi tím. Cây khôi tím này nó tập trung mọc ở những rừng thấp và những nơi dọc con khe nhỏ. Khi các bạn đi tìm thì chúng ta cứ đi theo con khe nhỏ và gần tới những thượng nguồn và gần tới những con thác thì cây khôi tím này tập trung mọc rất là nhiều. Như tất cả các bạn nhìn thấy, mình đang đứng đây là cạnh một con khe và xung quanh mình là núi rừng và phía dưới là một con khe nhỏ, thì hai bên con khe thì cây khôi tím nó mọc rất là nhiều. Các bạn nhìn thấy đây cũng có nè. Đây, khi mà các bạn đi tìm chỗ nào nó có mọc một cây thì các bạn chú ý xung quanh đó thì mọc rất là nhiều. Bên cạnh cũng có nè. Đây là chính là cây khôi tím này các bạn. Thì nó mọc tập trung ở những nơi rừng thấp và cây khôi tím này là một dạng loại cây, nó nhỏ, nó không có to. Và bên cạnh mình cũng rất là nhiều là cây chuối rừng. Và trong video trước đây mình cũng có chia sẻ và làm một video chia sẻ về cây chuối rừng và những cái công dụng của nó. Và thường ngày mình cũng hay lấy cây chuối rừng này về, lấy hột chuối rừng về để mà gửi đi cho những anh chị anh em đã từng đặt hàng. Và tiếp theo mình sẽ quay lại với cây khôi tím để tất cả các bạn được nhìn rõ hơn về hình dạng và cây này, để sau này các bạn có nhu cầu đi tìm thì các bạn có thể tìm và dễ hiểu hơn. Và thường thường thân của cây khôi tím này nó không có cành các bạn, nó chỉ có một cây đơn và nó mọc kéo dài lên xung quanh là lá. Cây này nó to hết cỡ tầm bằng cổ tay các bạn. Và cây khôi tím này khi mà các bạn lấy về sử dụng, có thể các bạn sử dụng dạng tươi hoặc là khô cũng được. Các bạn có thể lấy lá, thân, rễ đều có thể sử dụng hết, các bạn cứ lấy về mà sau đó phơi khô và đun thay nước uống hàng ngày thì các bệnh dạ dày của bạn sẽ khỏi đi. Như vậy là mình đã chia sẻ đến tất cả các bạn một loại dược liệu nữa trị bệnh dạ dày, cây khôi tím. Và hôm nay mình xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành và theo dõi những video của mình. Và hãy nhớ đăng ký kênh nếu như bạn chưa đăng ký kênh. Và hãy nhấn like, chia sẻ đến tất cả người thân cùng xem nếu video này có hữu ích. Và xin chúc tất cả các bạn sức khỏe và hạnh phúc. Thân ái chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Thân ái chào tạm biệt mọi người.